vài tuần nữa thì tới Tết Việt Nam mình rồi, cho nên mình có làm món dưa giá nè để mình gửi đến cho cả nhà mình vào dịp Tết nha. Đặc biệt là những bạn nào mới bắt đầu nấu ăn thì mời các bạn vào bếp cùng mình để làm món dưa giá cho gia đình thưởng thức nha. Đặc biệt là dịp Tết, hầu như nhiều gia đình đều có món dưa giá xuất hiện trong cái bữa cơm của gia đình của mình. Món này mình cuốn với lại thịt kho với trứng, rồi mình kèm chung với lại rau sống hoặc bún nếu mình thích. Nếu không thì mình cuốn bánh tráng rồi rau sống giá, thịt kho với trứng, rồi mình dùng cái nước thịt đó mình chấm, làm nước chấm mình chấm ăn luôn, rất là ngon nha cả nhà. Thì món này làm rất là lẹ, trong vòng 10 phút thì mình có được một cái thao dưa giá rất là ngon nha. Hôm nay mình làm dưa giá mình ăn liền trong vòng 3 tiếng thì mình có thể ăn, hoặc là mình không ăn liền thì hôm sau mình ăn cũng được, rồi mình cho vào trong tủ lạnh mình để mình ăn vài ngày thì cũng vẫn ngon. Nhưng mà mình ăn liền thì cái độ giòn của nó rất là giòn và tươi. Thì ở đây mình có một bịch giá nè. Bịch giá này là khoảng 454 gram nha, một pound. Mình đã rửa sạch, và mình có thêm là hẹ nè. Hẹ mình cắt khúc ha, cà rốt mình xắt sợi ra, rồi củ hành tím, hành hương đó, cộng với lại gốc hành mình cho thêm vào nếu mình thích nha. Nhưng mà thường dưa giá là nguyên thủy là phải có là hẹ giá rồi củ hành tím, còn cà rốt với lại hành gốc thì mình cho thêm thôi. Tất cả các loại này mình đã rửa sạch và mình cắt khúc rồi mình trộn đều lên. Mình trộn nhẹ tay thôi để cho giá mình nó còn được nguyên cọng, nó ngon hơn. Và kế bên đây mình có thao nước giấm đường nè. Mình dùng 2 lít nước tương đương với lại 8 khách, và 1 khách đường, 1 khách giấm nha. Nửa muỗng cà phê muối mình quậy cho tan, rồi sau đó mình cho vào trong giá mình ngâm. Mình đậy lại mình để đây. Thì cả nhà mình có thể nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình mình. Mình nêm mình thấy chua chua, ngọt ngọt là được, nhưng mà chua nhiều hơn ngọt nha. Tại vì mình ăn liền thì mình cần phải có cái độ chua nhiều hơn. Còn nếu mình để qua một ngày, 2 ngày sau thì mình bớt giấm lại một tí xíu. Nếu mình chưa ăn liền thì mình ngâm xong khoảng 4-5 tiếng thì mình cho vào trong tủ lạnh nha. Mình để bên ngoài, đặc biệt là trời nóng thì nó mau chua, chua quá thì ăn nó không ngon. Đó, cả nhà thấy món dưa giá dễ không nè? Rất là đơn giản nha. Nhà mình thì ngày thường cũng thỉnh thoảng cũng hay ăn, nó đỡ ngán cái nhà tại vì nó có rau củ nhiều nè, rồi mình cuốn bánh tráng chung với lại thịt trứng nữa, mình ăn cũng rất là ngon. Sau khi mình đổ nước vào trong giá thì mình nhớ lấy cái tay hoặc là cái gì đó mình đè cho mấy cái giá này nó nằm xuống dưới nha cả nhà. Thì sau 3 tiếng mình có thể ăn liền, còn nếu mình không ăn á, thì mình cho vào trong một cái hũ rồi mình đậy kín lại ha. Mình để ngoài mình ăn hoặc là mình thấy chua thì mình cho vào trong tủ lạnh mình ăn từ từ nha. Mong là cả nhà thích món dưa giá này của mình. Nếu thích thì xin các bạn hãy tặng mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều đã xem video. Chúc cả nhà mình luôn được nhiều sức khỏe, bình an và thành công những gì mà mình mong muốn trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại với cả nhà video tiếp theo. Bye bye!